Đây, đây, cái người còn sống không? Còn sống không? Tôi còn. Hả? Chỉ còn tại tình là giơ mê tôi hay sao? Đau quá. Chết tiệt. Đau quá. Chết tiệt. Tôi không thể đứng dậy được. Bây giờ chúng ta phải làm gì nữa đây? Phải báo thù. Phải giết chết bằng đường tình ông Ray Smith Comet mà con robot của hắn. Được rồi. Xin thông lên đến trên cao. Hãy mau xuất hiện đi. Hãy thực hiện lời hứa với tôi. Ông Ray tại tận cameraman. Ta sẽ giữ lời hứa với người. Hãy mau nói ước muốn đầu tiên của người đi. Cameraman, thứ đó là gì vậy? Trời đất ơi, đó là một con cá khổng lồ có thể lơ lửng trên trời. Đó là một vị thần. Tôi đã từng giúp đỡ ông ấy. Để bây giờ ông ấy mang ơn tôi. Đây, vị thần cá. Hãy mau giết chết tên ước ray tay tại Smith Comet và con robot của hắn. Được, ta sẽ thực hiện ước muốn đầu tiên của ngươi. Đau quá. Hãy báo thù cho chúng tôi. À, được rồi. Các TV Man, các ngươi hãy an nghỉ đi. Bọn thù này, ta không để yên đâu. Ta sẽ khiến cho lũ tai tình phải hắc ám đó phải nhận lấy hậu quả của bọn chúng. Này, ngươi có phải là tên ức ray tai tình Smith Comet và con robot đang chống lại ức ray tai tình cameraman không? Hả? Kẻ nào vậy? Đúng là ta đây. Ngươi là cái thứ gì? Sao to lớn thế này? Là một con cá à? Ta là một vị thần. Ta đang thực hiện lời hứa với ức ray tai tình cameraman. Vậy là ta đã thực hiện được một nửa rồi. Chỉ cần thêm một lời hứa nữa là ta sẽ không còn dính líu tới cái nơi chích tiệt này. Nhanh lên nào, quay trở về nhà thôi. Tay tập TV Man, không biết con trai của chúng ta, bọn chúng còn sống không? Không. Chích tiệt, có chuyện gì xảy ra với loài TV Man của chúng ta thế này? Kẻ nào ra thấy động ác thế? Sao giết hết bọn chúng hàng loạt vậy? Con cá ốp ray tay tành Smith có bé nữa kìa. Cậu ấy cũng đang bị hạ gục kìa. Ốp ray, TV Man và TV Woman, hai người còn sống à? Ai quá, tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ được con cháu của hai người. Chết tiệt, có phải là lũ tai tình phải hắc ám hay không? Bọn chúng ở đâu? Tôi sẽ liều mạng đi giết bọn chúng. Bình tĩnh đi, Úp Ray TV Man. Bọn chúng đã hạ gục cả Úp Ray Smith Man thì cậu không phải là đối thủ đâu. Không phải là bọn chúng. Bọn chúng đã bị tôi sử dụng robot đánh bại rồi. Hả? Nhưng có một thế lực sâu xa đã giúp bọn chúng. Cái gì chứ? Hắn tự xưng là thần linh. Cơ thể hắn làm hình dạng một con cá khổng lồ. Không kịp. Giờ thứ đó đang ở đâu? Cứu được Phía bắc. TV Vũ Bành, cậu ấy ở lại lo hậu sự cho Ray Smith Comet và con cháu của chúng ta. Tôi đi báo thù. Dừng lại đi. Úp Ray TV tái tên. Đây, tên Úp Ray cameraman kia, ta đã thực hiện một điều ước với ngươi rồi đó. Mau nói điều thứ hai đi. Hay lắm. Thưa thiên thần, ngài thật là tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra điều thứ hai. Hay là ngài cứ ở đây chờ tôi. Cầm mồm, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Không phải năm đó ta bị kẻ thù truy sát, rồi ngươi vô tình nhìn thấy ta giúp ta đánh lạc hướng hắn, thì ta không phải mang cái ơn nghĩa này đâu. Ây, thưa ngài hãy bình tĩnh lại đi. Cho tôi một đêm suy nghĩ. Chỉ cần một đêm thôi, ngày mai tôi sẽ nói tôi muốn gì. Được, ta chờ đợi ngươi thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai ngươi không nói, coi như điều ước thứ hai đã thực hiện. Chết tiệt, còn bao
không xa nữa mới tới khu rừng phía bắc vậy. Hả? Kìa lại xuất hiện lũ quái vật to lớn rồi. Khốn kiếp, mau tránh đường cho ta. Mẹ kiếp, lũ quái vật này thật đáng ghét. Sao chúng mạnh thế này? Con bậy rồi, một mình không thể chống lại một bầy bọn chúng được. Thần linh, sao các người chỉ giúp kẻ xấu mà không bao giờ giúp người tốt như chúng tôi? Tại sao? Trên đời này còn công bằng nữa hay không? Các người đang ở đâu? Mau xuất hiện nói lý lẽ đi! Lũ thần linh khổ kiếp! Kẻ nào dám bán bộ cả thần linh? Nói bọn ta không công bằng! Cái quái quỷ gì thế kìa? Sao to lớn thế? Không lẽ là thần linh hay sao? Anh bảo cứu tôi! Không phải, người nói bọn ta không công bằng à? Đừng hiểu lầm. Xin ngài hãy giúp đỡ tôi trước. Tôi có đau khổ, từ từ tôi sẽ giải thích cho ngài sao? Được, lũ quái vật này chỉ là rác rưởi đối với ta mà thôi. Chết hết đi! Nào, mau nói cho ta biết thần linh bọn ta không công bằng chỗ nào? Cảm ơn ngài. Tại sao thần linh bọn ngài lại đi giúp lũ tai tinh hắc ám? Lũ đó vô cùng tàn độc, đã giết chết hết con cháu của chúng tôi, trong khi đó bọn chúng chẳng làm hại ai cả. Người nói cái gì? Sao lại đổ thừa cho thần linh bọn ta làm chuyện xấu xa như thế? Tôi không đổ thừa. Chính đồng đội của tôi đã nhìn thấy là một tinh thần linh có hình dạng một con cá. Hắn đã giúp lũ tai tinh hắc ám ra tay tàn nhẫn. Thì ra là tên khốn đó. Hắn ta là thần linh xấu xa, còn ta là thần linh tốt đẹp. Ta không giống hắn. Ta và hắn cũng là kẻ thù với nhau. Hôm nay ta xuống trần gian này là để đi tìm hắn. Cái gì? Các người không chung một bọn à? Hay quá. Mày làm ơn, hãy tiêu diệt thứ xấu xa đó đi. Báo thù cho chúng tôi. Ta sẽ không báo thù cho ai cả. Ta không thuộc về thế giới này. Ta không muốn dính líu gì tới các người. Ta chỉ muốn trừng phạt tinh thần cá xấu xa đó. Hắn đã gây ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Vậy thì hãy nhanh chóng di chuyển về khu rừng phía bắc. Hắn đang ở đó. Đây, Upright Cameraman. Người lâu quá. Rốt cuộc, người có muốn nói điều ước thứ hai của người không? Có chứ, thưa thần linh tối thượng. Hãy ban cho chúng tôi có phép thuật để chúng tôi trở thành thần đi. Chúng tôi muốn mạnh mẽ, không có kẻ nào có thể chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở thành bá chủ của cái trái đất này. Hai tên khốn kiếp, các người thật tham lam. Nhưng được, lời hứa của ta với các người, ta sẽ thực hiện. Dừng lại, tinh thần linh cá xấu xa kia, người hết làm chuyện bậy bạ ở nơi khác. Bây giờ tới nay, định biến những kẻ tầm thường trở thành thần à? Ta không cho phép người làm chuyện đó. Chết tiệt, tình khốn thần hình nhân tốt đẹp. Người đã tới đây rồi hay sao? Đúng vậy, người gây họa đâu, thì ta sẽ xuất hiện ở đâu ngăn cản và tiêu diệt ngươi. Hãy chết đi, một cách chết tiệt. Khổ kịp, tình kẻ thù không đổi chơi chung đây. 13 lần 4 lần, phá chuyện của ta, muốn chi sát ta. Vậy được, hôm nay ta sẽ phản công lại, liều mạng, giết chết ngươi. Chúng ta là kẻ thù, là thiên địch nhau 700 triệu năm này rồi. Hôm nay chắc có lẽ cũng là lần cuối cùng ta chỉ giết ngươi vì những tội lỗi ngươi gây ra. Được, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Hãy tới đây đi. Nếu giết được ta, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ bị làm phiền nữa. Được, ngươi nói hay lắm. Mày kể từ nay, mối hận thù giữa ta và ngươi sẽ chấm dứt tại đây. Ta sẽ cho ngươi tan xác, mãi mãi tan vào hư vô. Ngươi xem thường ta quá rồi đó. Ngươi mới làm kẻ bị tiêu diệt. Chết đi.
sau một tinh thần xấu xa, còn rất nhiều tên xấu xa khác, ta lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Khốn kiếp, khốn kiếp, ngươi chưa đi được đâu. Tao, tao, trả lại vị thần cho bọn ta. Hắn sẽ biến bọn ta thành thần linh rồi. Tại sao ngươi lại phá đám chứ? Lũ sinh vật tầm thường ở trái đất, mau dừng lại. Các ngươi đang xúc phạm thần linh đó. Bọn ta không dừng lại. Bọn ta sẽ giết chết ngươi, lấy sức mạnh của ngươi và trở thành chất vị thần. Mẹ kiếp, đúng là những kẻ điên rồ. Các ngươi không muốn sống thì ta sẽ cho các ngươi chết theo thứ khổ kiếp đó. Đúng là những kẻ không biết tự lượng sức. Các ngươi mà đòi trở thành thần tiên à? Nhúng tay vào thế giới này quá nhiều rồi. Đến lúc ta còn phải đi tiêu diệt những tinh thần xấu xa ở những nơi khác. Đến lúc ta phải đi rồi.